Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón nửa đầu với họa tiết hạt bắp ở trên thân nón xinh xắn như thế này ha Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón nè Thì ở những bài trước mình đã hướng dẫn cho các bạn hai cái mẫu nón nửa đầu rồi ha Cái mẫu nón đầu tiên đó là mẫu nón với họa tiết nửa sò xếp chồng lên nhau nè Đây các cái họa tiết nửa sò của mình nó sẽ xếp chồng lên nhau còn cái mẫu thứ hai mình hướng dẫn đó là cái mẫu với họa tiết trái tim nè hay còn gọi là họa tiết cánh bướm ở trên thân ha đây mẫu nón của mình sẽ như thế này thì hôm nay mình sẽ lên cái mẫu thứ ba với họa tiết hạt bắp ở trên thân nón mình có để lên hai mẫu còn lại ở bên dưới phần mô tả ha nếu thích hai mẫu còn lại thì các bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn bên dưới các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thích bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên cho mình là chín mũi móc xích. Mũi đầu tiên. Thì ở đây mình dùng len Miyu Cotton 125 g và kim móc 4.0 mm ha. Sau khi đã có cho mình được chín mũi móc xích rồi ta sẽ được cái bề rộng cho cái phần thân sau của mình nè, phần sau ót ha. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Chân móc thứ chín sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình 8 chân còn lại ha. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mũi nửa kép vào chân thứ hai nè. Nửa kép vào chân thứ ba. Khi móc đến những cái chân móc cuối cùng ta có cái sợi len thừa nè, ban đầu mình gây nên á. Các bạn khi móc cho mình các cái mũi móc cuối cùng thì mình sẽ giấu sợi len thừa đó vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Tiếp tục móc tương tự cho mình các cái mũi nửa kép cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. sau khi đã hoàn tất được chín mũi nửa kép vào chính chân móc mình sẽ được một cái bề rộng cho cái phần thân sau óc như thế này móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại thì ở chính cái mũi móc đó tạo ra chín chân móc cho hàng móc kế tiếp thì chính chân đó các bạn sẽ chia đô cho mình ra ha mỗi phần viền sẽ chiếm là bốn chân móc và phần chính giữa mình sẽ bắt đầu tạo họa tiết nè móc cho mình bốn cái chân móc đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép và lưu ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc mình sẽ đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới ha theo cái chiều mình móc nè thì đường móc nằm bên dưới sẽ là chân này móc một mũi nửa kép đầu tiên tiếp tục chân thứ hai cũng móc nửa kép tiếp tục mũi nửa kép thứ ba vào chân thứ ba và mũi nửa kép thứ tư vào chân móc thứ tư sau khi đã có cho mình bực bốn mũi nửa kép ta sẽ tạo được cái hàng viền đầu tiên móc lên hai mũi móc xích chân thứ năm sẽ là cái chân nằm chính giữa của chính mũi đó thì lúc này chân thứ năm các bạn sẽ không cần phải móc vào đường móc bên dưới, mình sẽ móc luôn vào chân móc nha. Móc vào cái chân móc thứ năm này một họa tiết hạt bắp. Gồm 5 mũi kép đơn nè. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba vào cùng một chân móc ha. Mũi kép đơn thứ tư. Và mũi kép đơn thứ năm. Sau khi đã có cho mình được 5 mũi kép đơn vào cùng chân móc đó rồi, lúc này các bạn sẽ kéo dài cái đường móc lên một tí. Sau đó mình sẽ di chuyển kim. Mình có 5 mũi kép đơn thì các bạn đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên. Đây là mũi kép đơn đầu tiên nè thì chân móc của nó sẽ là chân này. Sau đó mình sẽ đưa cái đầu kim qua cái mũi mình vừa kéo dài. Kéo cái sợi len dài cho cái mũi đó nó sát với đầu kim, sau đó kéo cái đường móc này qua cái chân móc đó. Móc lên hai mũi móc xích. Mình sẽ tạo ra được một họa tiết hạt bắp ha. Còn lại bốn chân móc cuối cùng thì bốn chân đó móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép. Và cũng đâm kim vào đường nằm bên dưới ha, ta có mũi nửa kép đầu tiên cho cái phần viền này ha nửa kép thứ hai nè và nửa kép thứ ba còn lại cái chân móc cuối cùng thì khác với những cái chân móc bên cạnh mình móc vào cái đường móc bên dưới thì chân cuối cùng các bạn sẽ móc luôn cho mình vào chân móc đây còn cái chân móc cuối cùng ha không móc vào cái đường móc bên dưới mà móc luôn vào chân móc để cho cái đường móc của mình nó không có bị hở móc vào đây một mũi nửa kép như vậy là ta sẽ tạo ra được cái phần viên thứ hai chính giữa là hạt bắp ha hai phần viên hai bên mỗi bên sẽ là bốn chân móc móc lên hai mũi móc xích lúc này ở cái hạt bắp này nó sẽ có hai cái khoảng trống ở hai bên của hạt bắp đây đây là mặt trước ha mặt trước là mặt tạo hạt bắp còn mặt sau sẽ là mặt tạo những cái khoảng trống để mình tạo hạt bắp cho mặt trước ta có hai khoảng trống rồi nè thì các bạn quay ngược đầu móc lại khi quay ngược đầu móc lại thì cái phần viền đầu tiên làm tương tự như các cái hàng móc bên dưới mình sẽ có bốn chân móc móc cho mình mỗi chân làm một mũi nửa kép vào đường móc nằm bên dưới ha nửa kép đầu tiên nửa kép thứ hai vào chân thứ hai nửa kép thứ ba vào chân thứ ba và mũi nửa kép thứ tư vào chân thứ tư sau khi đã có được bốn mũi nửa kép vào bốn chân rồi tiếp tục móc lên hai mũi xích thì cái hàng móc tạo hạt bắp phía dưới mình có hai cái khoảng trống ở hai bên của hạt bắp thì các bạn móc cho mình vào khoảng trống đầu tiên một mũi móc đơn. Sau đó móc lên hai mũi móc xích và di chuyển kim đến khoảng trống thứ hai cũng móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Sau đó móc lên tiếp tục hai mũi móc xích. Ở đây mình có bốn cái chân móc của cái phần viên bên này thì bốn chân móc đó mình móc tương tự như cái hàng bên dưới ha. Ba chân đầu tiên thì mỗi chân một mũi nửa kép vào đường nằm bên dưới nè. Mũi thứ hai và mũi thứ ba chân cuối cùng thì sẽ móc luôn vào chân móc chứ không phải móc vào đường bên dưới ha móc luôn vào chân móc một mũi nửa kép như vậy là cái hàng mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra được ba khoảng trống đây khoảng trống thứ nhất nè khoảng trống thứ hai và khoảng trống thứ ba thì ba cái khoảng trống này mình sẽ tạo các cái hạt bắp cho cái hàng móc kế tiếp ha móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại đây là mặt phải của sản phẩm nè mặt phải sẽ là cái hạt bắp lồi lên bên trên ha móc cho mình cái phần viền đầu tiên bốn mũi nửa kép vào bốn chân và đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới mũi thứ ba nè và mũi thứ tư được cái phần viền rồi thì móc lên hai mũi móc xích sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình ba cái hạt bắp vào ba cái khoảng trống mà mình tạo ở phía dưới thì khoảng trống đầu tiên này móc cho mình một hạt bắp tương tự như cái hạt bắp mà mình vừa tạo ha móc vào đây năm mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba, kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm. Được 5 mũi rồi thì kéo dài cái sợi len lên một tí, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, sau đó đưa cái sợi len mà mình vừa kéo qua chân móc. Guốc lại nè, sau đó kéo qua chân móc ha. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục móc hạt bắp thứ hai vào khoảng trống thứ hai ha. 5 mũi kép đơn. Kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư và mũi kép đơn thứ năm kéo dài cái đường móc lên nè đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên kéo cái mũi móc mình vừa kéo dài qua cái chân móc đó móc lên hai mũi xích và tiếp tục tạo một hạt bắp thứ ba vào khoảng trống thứ ba móc lên hai mũi móc xích sau khi được ba cái họa tiết hạt bắp vào ba cái khoảng trống rồi mình tăng được hai họa tiết hạt bắp so với cái hàng hạt bắp phía dưới ha khi móc lên hai mũi móc xích thì còn bốn chân cuối cùng tạo cho mình một hàng viên tương tự ba chân đầu tiên thì mình sẽ móc vào đường móc nằm bên dưới và chân cuối cùng thì sẽ móc luôn vào chân móc ha đây là chân cuối cùng nè móc luôn vào chân móc một mũi nửa kép như vậy là ta hoàn tất được cái hàng móc hạt bắp thứ hai ha. Nó sẽ tăng được hai hạt bắp so với cái hàng hạt bắp đầu tiên nè. Hàng hạt bắp đầu tiên có một mũi thì bây giờ mình có được ba mũi. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này lúc này mình sẽ móc ở mặt trái. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái hàng viền đầu tiên ha. Bốn mũi nửa kép vào bốn chân và đều đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư có được bốn mũi như thế này rồi móc lên hai mũi móc xích mình sẽ lần lượt đâm kim vào các cái khoảng trống mà mình vừa có được ở cái hàng hạt bắp phía dưới mình có bốn cái khoảng trống ha thì các bạn lần lượt đâm kim vào các cái khoảng trống khoảng trống đầu tiên móc một mũi móc đơn lên hai mũi xích khoảng thứ hai cũng móc một mũi móc đơn khoảng thứ hai là khoảng giữa hai hạt bắp ha lên hai xích khoảng thứ ba cũng là khoảng giữa hai hạt bắp một mũi móc đơn lên hai xích và khoảng thứ tư sẽ là khoảng giữa của cái hàng viền với lại hạt móc cuối cùng một mũi móc đơn lên hai xích sau đó tiếp tục viền ở cái đoạn cuối cùng ba mũi nửa kép vào ba đường móc bên dưới của ba chân sau đó chân cuối cùng mình sẽ móc luôn vào chân móc lúc này cái hàng móc mà mình vừa móc nó sẽ tạo ra được tổng cộng là năm cái khoảng trống khoảng trống đầu tiên nè khoảng thứ hai khoảng thứ ba khoảng thứ tư và khoảng thứ năm thì mình sẽ tạo các cái hạt bắp vào năm cái khoảng này ha mình sẽ móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại quay ngược đầu móc lại thì bắt đầu móc cái hàng viền nè tất cả các cái hàng móc mình đều tạo các cái hàng viền đầu tiên và cuối cùng ha thì mình sẽ không có nhắc lại ở cái đoạn tạo viền nữa mà mình chỉ tập trung vào cái phần tăng sai ở chính giữa thôi ha bốn mũi nữa kép vào bốn chân được 4 mũi rồi móc lên hai mũi móc xích hàng phía dưới mình tạo ra được 5 cái khoảng trống thì lần lượt đâm kim cho mình vào năm cái khoảng trống này mỗi khoảng trống mình sẽ tạo một hạt bắp ha ta sẽ có 5 cái hạt bắp vào năm khoảng trống móc lên hai mũi móc xích khi móc được cái hạt bắp cuối cùng và khoảng trống cuối cùng lúc này mình sẽ có tổng cộng là 5 cái hạt bắp cho cái hàng móc này ha tăng được hai hạt bắp so với cái hàng bên dưới của nó thì tiếp tục viền cho mình cái đoạn cuối cùng ha bốn mũi nửa kép vào bốn chân nửa kép đầu tiên nửa kép thứ hai nửa kép thứ ba nửa kép thứ tư thì móc luôn vào chân móc ha các bạn sẽ để ý cho mình đây là mặt phải của sản phẩm mặt phải là cái mặt mà mình tạo những cái hạt bắp như thế này thì mỗi cái hàng tạo hạt bắp mình sẽ tăng lên hai hạt bắp cho mỗi hàng móc ha móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc tiếp tục móc hàng viền ha thì đây sẽ là mặt trái nè mặt trái sẽ là mặt mình móc mũi móc đơn để tạo những cái khoảng trống để cho các cái hạt bắp của hàng móc tiếp theo ha mình sẽ móc cái phần viền trước nè nửa kép thứ ba nửa kép thứ tư khi có được phần viền rồi ha móc lên hai mũi móc xích hàng hạt bắp mà mình vừa tạo mình sẽ có được tổng cộng là 6 cái khoảng trống sáu cái khoảng trống này nè khoảng trống đầu tiên sẽ là khoảng trống giữa cái hàng viền với lại cái hạt bắp đầu tiên các cái khoảng trống nằm chính giữa sẽ là khoảng trống giữa cái hạt bắp và khoảng trống cuối cùng là khoảng trống giữa cái phần viên với hạt bắp cuối cùng thì cứ lần lượt đâm kim cho mình vào mỗi khoảng trống một mũi móc đơn lên hai mũi xích khoảng trống kế bên một mũi móc đơn ha lên hai xích sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại mỗi khoảng cứ móc cho mình một mũi móc đơn và cách nhau là hai mũi móc xích móc đến cái khoảng cuối cùng rồi ha là cái khoảng giữa cái phần viên với hạt bắp cuối cùng nè cũng móc vào đó một mũi móc đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích và tiếp tục cái phần viên còn lại bốn mũi nửa kép vào bốn chân Sau khi hoàn tất được cái hàng móc tạo khoảng trống như thế này rồi nè, thì cái hàng móc này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái khoảng trống. Khoảng trống thứ tư nè, khoảng thứ năm, khoảng thứ sáu và khoảng thứ bảy. Thì mình sẽ tạo các cái hạt bắp vào 7 cái khoảng này ha. Đây là mặt trái thì mình sẽ tạo những cái khoảng trống. Còn mặt phải thì mình sẽ tạo những cái hàng hạt bắp. Đây, mặt phải nè, sẽ móc vào những cái khoảng trống đó mỗi khoảng là một hạt bắp. Tức là lần lượt mỗi hàng sẽ tăng hai hạt bắp ha các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái phần nón mà các bạn mong muốn ha cứ cái hàng mặt trái thì mình sẽ tạo khoảng trống đây tạo những cái khoảng trống như thế này còn mặt phải thì mình sẽ móc các cái hạt bắp vào những cái khoảng mà mình vừa tạo đó móc cho đến khi mình đạt được cái độ rộng của cái phần thân nón ha sau khi móc thêm nhiều hàng móc thì lúc này mình sẽ dừng lại ở cái hàng móc có chính họa tiết hạt bắp 5 6 7 8 và 9 nè, chín cái hạt bắp như thế này. Với hai hàng viền nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho cái phần thân nón của mình rồi. Thì bây giờ mình không cần phải tăng size nữa mà mình sẽ móc đều ha. Móc đều tức là các bạn sẽ móc cho mình như sau. Móc cho mình cái hàng viền đầu tiên trước, sau đó lên hai mũi xích nè. Thì cái hàng tăng size phía dưới á, tăng size á thì mình móc vào cái khoảng trống giữa cái phần viền với cái hạt bắp đầu tiên. Móc vào đây cho mình một mũi móc đơn nè các khoảng chính giữa cũng móc một mũi móc đơn thì đối với hàng tiếp theo này mình không tăng mũi tức là các bạn sẽ không móc vào cái khoảng trống này cho mình ha không tăng mũi tức là cái khoảng trống đầu tiên là khoảng trống giữa cái phần viền với hạt bắp đầu tiên sẽ không móc mà mình chỉ móc vào các cái khoảng trống giữa hai hạt bắp thôi lên hai xích nè tiếp tục khoảng trống giữa hai hạt bắp thứ hai một mũi móc đơn lên hai xích khoảng tiếp theo một móc đơn lên hai xích tiếp theo ha Móc cho mình cho đến cuối hàng. Lên hai xích nè. Móc đơn vào giữa hai hạt bắp. Hai xích nè. Móc đơn vào giữa hai hạt bắp và lên hai xích. Khi móc được các cái mũi móc đơn vào giữa của hai cái hạt bắp cách nhau là hai mũi móc xích rồi nè thì còn khoảng trống cuối cùng, móc lên cho mình hai mũi móc xích. Thì cái khoảng trống cuối cùng đó tương tự như khoảng đầu tiên. Khoảng đầu tiên là giữa cái phần viền với hạt bắp đầu tiên thì khoảng cuối cùng là giữa hạt bắp cuối cùng với lại cái phần viền cuối cùng ha thì cái khoảng đó mình sẽ không móc vào đó mà các bạn bỏ qua luôn cho mình cái khoảng đó. Mình sẽ đâm kim đến bốn cái chân móc của phần viền. Mình móc bốn mũi nửa kép vào bốn chân ha. Mũi cuối cùng lưu ý móc luôn vào chân móc. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là cái hàng mà mình vừa móc này nó sẽ tạo ra được tổng cộng là chín cái khoảng trống. Khoảng thứ hai nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Mình đã bỏ qua được hai khoảng trống ha, khoảng trống đầu và khoảng trống cuối. Quay ngược đầu móc thì lúc này mình có chính cái khoảng trống đó. Các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào chính khoảng trống đó, mỗi khoảng là một hạt bắp. Mình có chín khoảng nè. Thì khoảng đầu tiên móc cho mình một cái hạt bắp Được 5 kép đơn nè kéo dài cái đường móc lên đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên đưa cái nút này qua cái chân móc lên hai xích móc đến cuối hàng thì mình cũng có tổng cộng là chín cái hạt bắp vào chính khoảng sau khi hoàn tất được chín cái hạt bắp vào chính cái khoảng trống rồi mình sẽ có tổng cộng cái số hạt bắp bằng với cái hạt bắp của cái hàng hạt bắp phía dưới ha tiếp tục kết thúc nè móc cái phần viên cuối cùng bốn mũi nửa kép vào bốn chân móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc khi quay ngược đầu móc thì mình sẽ làm tương tự giống như cái hàng mà mình tạo khoảng trống ở phía dưới móc cái phần viền trước được cái phần viền rồi móc lên hai mũi móc xích mình sẽ làm tương tự như cái hàng móc tạo cái khoảng trống bên dưới tức là mình sẽ bỏ qua cái khoảng trống đầu tiên và khoảng trống cuối cùng khoảng trống đầu tiên sẽ là cái khoảng trống giữa cái phần viền với hạt bắp đầu tiên và bỏ qua khoảng trống cuối cùng là cái khoảng trống giữa cái hạt bắp cuối cùng với cái phần viên cuối cùng ha. Mình sẽ móc vào cái khoảng trống giữa hai hạt bắp thôi. Mỗi khoảng móc một mũi móc đơn và cách nhau là hai mũi móc xích. Tiếp tục nè, khoảng giữa hai hạt bắp. Giữa hai hạt bắp. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng mình cũng có tổng cộng là 9 cái khoảng trống. chính cái khoảng trống này mình sẽ tạo chính cái hạt bắp vào chính khoảng trống ha. Sau đó các bạn cứ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Khi móc theo cái chiều mặt trái thì bỏ qua khoảng trống đầu tiên và bỏ qua luôn cho mình cái khoảng trống cuối cùng. Mình sẽ tạo ra chính cái khoảng trống ở bên trên. Sau đó chính cái khoảng trống đó mình sẽ tạo ra chính cái hạt bắp. Cho cái hàng móc tạo hạt bắp ha, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều cái hàng móc tạo ra chính cái hạt bắp cho mỗi hàng móc rồi nè thì mình sẽ có được cái chiều dài như thế này để xác định được size của thân nón nè, đây là mặt trong ha, cái hàng móc mà mình ngừng không tăng mũi nè là cái hàng móc mà mình có chín hạt bắp, thì các bạn sẽ canh cho mình từ hàng móc chín hạt bắp đó, mình sẽ gặp đôi cái phần thân nón lại, xét với cái hàng móc mà mình bắt đầu không tăng, còn những cái hàng móc còn lại sẽ là hàng móc mà mình tăng mũi nè, thì bây giờ mình sẽ giảm cái họa tiết hạt bắp ở đây ha. Và để canh sai cho phần thân nón, các bạn sẽ xác định cho mình số đo vòng đầu của sai các bạn cần móc. Sau đó mình lấy một nửa của số đo vòng đầu đó. Đây sẽ là một nửa của số đo vòng đầu ở sai các bạn cần móc nè. Mình sẽ lấy cái nửa số đo này mình chia cho 5 phần. Thì hai phần ở cuối cùng là hai phần mà mình tạo cái phần sau óc à, nó sẽ chiếm hai phần. Còn cái phần mà mình tạo hạt bắp ở bên trên nó sẽ chiếm là 3 phần ha. Thì khi gặp lại cái size mà mình đang móc ở đây nè Móc làm sao cho khi mà mình gặp lại ha Cái chiều sau này nó sẽ bằng 3 phần 5 so với một nửa số đo vòng đầu là được Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi Đây là mặt trái của sản phẩm ha Thì cái hàng móc của mặt trái nè Nó sẽ tương tự giống như các cái hàng móc mà mình móc ở phía trên không tăng mũi á Tức là mình bỏ qua khoảng trống đầu tiên và khoảng trống cuối cùng Nó là những cái khoảng trống mà sát với lại cái phần viên ha thì cái mặt trái của cái hàng mà mình giảm mũi các bạn sẽ làm tương tự giống như cái phần thân trên Nhưng để cho nó không bị rộng ở cái điểm đầu tiên á Thì thay vì móc hai mũi xích ở đây các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích thôi Mình sẽ móc lên một mũi móc xích thay vì là hai mũi ha Sau đó bỏ qua cho mình khoảng trống đầu tiên là khoảng trống giữa hạt bắp đầu tiên với cái phần viền Móc vào khoảng trống giữa các cái hạt bắp Thì như vậy là ở đây cái khoảng này nó sẽ bị nhỏ lại nè Tiếp tục lên hai xích và lần lượt móc cho mình vào các cái khoảng trống giữa các cái hạt bắp mỗi khoảng móc một mũi móc đơn lên hai xích và móc tương tự cho mình cho đến hết sau khi đã móc được đến cuối hàng móc nè, thì tương tự như cái điểm đầu tiên, điểm cuối cùng mình cũng bỏ qua cái khoảng trống cuối cùng là khoảng trống giữa phần viền với hạt bắp cuối cùng và lúc này khác với cái phần trên ha, mình chỉ móc lên một mũi móc xích thôi. Sau đó mình sẽ đâm kim đến cái phần viền, mình móc cái phần viền bốn mũi nửa kép vào bốn chân. như vậy là hàng móc mà mình vừa móc nó cũng tạo ra được chính cái khoảng trống nhưng mà cái khoảng trống đầu tiên và khoảng trống cuối cùng nó sẽ bị nhỏ lại ha chính khoảng trống nè những cái khoảng trống nằm chính giữa này thì nó đều nhau tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại móc cái hàng viên trước ha bốn mũi nửa kép vào bốn chân khi được hàng viên rồi nè, thì lúc này chính cái khoảng trống của cái hàng phía dưới á, khác với các cái hàng không tăng mũi ở bên trên, mình móc luôn vào chính cái khoảng trống đó. Nhưng lúc này mình giảm mũi, thì các bạn sẽ không móc vào cái khoảng trống đầu tiên, tức là mình móc lên một buổi móc xích thôi ha. Sau đó bỏ qua cái khoảng trống đầu tiên là cái khoảng trống mà mình móc lên một buổi móc xích, mình sẽ đâm kim lần lượt vào các cái khoảng trống kế bên, móc cho mình các cái hạt bắp vào những cái khoảng trống đó. kép đơn thứ ba nè kép đơn thứ tư và kép đơn thứ năm sau đó kéo dài mũi móc đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên kéo nút qua cái chân móc này móc lên hai xích và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng thì giống như cái điểm đầu tiên mà mình bắt đầu móc móc lên một mũi móc xích và mình cũng bỏ qua cái khoảng đầu tiên rồi thì khoảng cuối cùng các bạn cũng bỏ qua cho mình luôn khoảng cuối cùng ha. Bỏ qua khoảng cuối cùng và móc cái phần viền. Khoảng cuối cùng là cái khoảng mà mình tạo một mũi móc xích này nè. Nó cũng tương tự như cái khoảng đầu tiên ha. Bỏ qua khoảng cuối cùng, sau đó móc cái phần viền. Bốn mũi nữa kép vào bốn chân. Như vậy lúc này cái hàng hạt bắp của mình nó sẽ giảm đi hai hạt bắp. Mình có tổng cộng là 7 cái hạt bắp. Giảm đi hai hạt bắp so với cái hàng bên trên. Tức là hai cái khoảng trống, khoảng trống đầu và khoảng trống cuối mình không móc vào thì mình chỉ móc vào 7 cái khoảng trống nằm chính giữa thôi ha. Thì như vậy là nó sẽ bằng với cái 7 hạt bắp đầu tiên mà mình tăng á. Sau đó các bạn cứ móc xen kẽ cho mình thêm nhiều hàng móc. Khi móc ở mặt trái nè. Thì mình móc cái phần viền, hoàn tất được phần viền rồi mình chỉ móc lên một mũi móc xích sau đó mình bỏ qua cái khoảng trống đầu tiên và khoảng trống cuối cùng chỉ đâm kim vào những cái khoảng trống giữa hai cái hạt bắp mỗi khoảng trống móc một mũi móc đơn và cách nhau là hai mũi móc xích đến cái khoảng cuối cùng thì mình cũng bỏ qua khoảng cuối cùng và cái khoảng cuối cùng mình chỉ móc lên một mũi móc xích thôi ha bỏ qua khoảng cuối cùng nè chỉ móc lên một mũi móc xích sau đó móc phần viền sau đó ta quay ngược đầu móc lại thì khi quay ngược đầu móc lại cái hàng móc tạo hạt bắp các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như hàng mà mình vừa tạo ở đây tức là mình sẽ móc cái phần viên nè sau đó móc lên một mũi móc xích mình cũng bỏ qua cái khoảng trống đầu tiên móc qua khoảng trống thứ hai và các khoảng trống kế tiếp những cái hạt bắp bỏ qua khoảng trống cuối cùng luôn ha sau đó móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa khi các bạn giảm cho mình được các cái hàng hạt bắp đến cái hàng mà ta tạo cái họa tiết hạt bắp cuối cùng nè thì lúc này mình sẽ có ba cái khoảng trống ba cái khoảng trống đó khoảng trống đầu tiên là một mũi móc xích khoảng chính giữa là hai mũi móc xích và khoảng thứ ba là một mũi móc xích thì lúc này các bạn móc lên phần viền sau đó mình sẽ không gây nên mũi xích nữa mà mình sẽ bỏ qua khoảng trống đầu và khoảng trống cuối móc vào khoảng trống chính giữa này cho mình một hạt bắp ở đây mình sẽ không lên mũi xích ha móc bốn mũi nửa kép vào bốn chân sau đó móc luôn họa tiết hạt bắp Được 5 mũi rồi nè. Đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên ha, kéo nút qua. Từ đây mình sẽ đâm kim luôn đến cái phần viên cuối cùng. 4 mũi nữa kép vào bốn chân. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba và mũi thứ tư sẽ nằm ở chân móc cuối cùng ha, móc luôn vào chân móc. Như vậy là lúc này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 9 cái chân móc cho cái hàng móc kế tiếp nè móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại thì chính cái chân móc mà mình vừa tạo đó các bạn cũng móc cho mình vào các cái đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba nửa kép thứ tư vào chân thứ tư cái mũi kế tiếp sẽ là cái mũi của cái hạt bắp thì lúc này mình cũng có được cái đường móc nằm bên dưới của cái mũi mà mình chụm nè đây là mũi hạt bắp ha, thì cái đường móc nằm bên dưới nó sẽ là cái chân này. Móc vào đó một mũi nửa kép. Mình có mũi nửa kép thứ năm. Sau đó tiếp tục bốn cái mũi nửa kép còn lại. Vào bốn chân ha. Nửa kép thứ sáu nè. Nửa kép thứ bảy. Nửa kép thứ tám. Và nửa kép thứ chín là nửa kép cuối cùng sẽ móc luôn vào chân móc. Ta sẽ có được chín mũi nửa kép vào chín chân. Nó đã bằng với cái kích thước ban đầu mà mình gây nên của chín mũi móc xích rồi móc lên hai mũi móc xích lúc này khi các bạn gặp cái phần thân nón lại nè mình đã đạt được 3 phần 5 so với tổng cái chiều dài của một nửa số đo vòng đầu rồi còn 2 phần 5 còn lại mình sẽ móc cái phần dây quay ở phía sau để mình tạo cái phần sau ót ha thì cái phần dây quay phía sau nó cũng rất là đơn giản các bạn quay ngược đầu móc lại mình cũng móc vào chính chân đó mỗi chân là một mũi nửa kép và các cái chân móc đầu tiên thì mình sẽ móc vào cái đường móc nằm bên dưới. Nửa kép đầu tiên nè, vào chân móc nằm bên dưới. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Nửa kép thứ ba. Nửa kép thứ tư. Nửa kép thứ năm. Nửa kép thứ sáu. Nửa kép thứ bảy. Mũi nửa kép thứ tám vào chân thứ tám. Và mũi nửa kép thứ 9 sẽ móc vào cái chân móc thứ 9 ha và móc luôn vào chân móc ta sẽ có được cái hàng móc tiếp theo cho cái phần dây quay phía sau lên hai mũi xích sau đó quay ngược đầu móc phải và móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình gặp đôi cái phần này lại nó sẽ đạt được 2 phần 5 so với tổng số đo của một nửa vòng đầu ha Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc thì lúc này cái phần sau ốc của mình nó đã có cái độ dài như thế này rồi. Đến cái điểm cuối cùng này mình gấp đôi lại và chập với lại cái hàng đầu tiên ta sẽ đạt được một nửa số đo vòng đầu. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại. Để nối lại thì từ cái chân móc mà mình kết thúc này các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi dời ha. Mình quay ngược đầu móc lại nè. Mình sẽ viền ở cái mặt phải của sản phẩm nha. Đây là mặt phải, các bạn sẽ đưa cho mình cái hàng mũi xích lên bên trên mình sẽ đâm kim vào chân của mũi xích đầu tiên đồng thời đâm kim vào cái chân của mũi móc đơn ở cái hàng đối diện hai chân móc tương đương với nhau ha mình sẽ đưa cái sợi len mà mình đang cầm trên tay xuống phía dưới sau đó các bạn sẽ nẹp cho mình hai chân móc tương ứng lại móc các cái mũi dời và hai cái chân móc đó mũi dời nè sau đó tiếp tục chân của mũi móc xích thứ hai và cái chân tương ứng ở cái đầu còn lại ha đâm kim vào hai chân móc song song móc vào một buổi dời và các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến hết Sau khi đã nẹp được đến cuối chín chân móc đó, mỗi chân là một mũi dời rồi nè. Thì như vậy cái phần thân sau của mình sẽ hoàn tất như thế này. Kết thúc thì móc lên một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len. Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ thôi ha. Sử dụng cho mình kim khâu hoặc là một đầu kim nhỏ các bạn giấu cho mình sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Ta sẽ hoàn tất được một cái form nón nửa đầu xinh xắn như thế này ha, với họa tiết hạt bắp trên thân nón. Thì ngoài trang trí hạt bắp các bạn cũng có thể móc cho mình cái họa tiết sò hoặc là họa tiết trái tim cho phần thân nón của mình thêm xinh xắn hơn ha. Các bạn có thể thay đổi màu hoặc là tăng giảm size thùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.